là mạnh, trời lạnh quá. Chúng tôi đang ở sân Trung Quốc. Đây là Thường Châu, Trung Quốc. Nhiệt độ bên ngoài là âm 3 độ C. Bây giờ là âm 2, 3 độ C gì. Lạnh quá lạnh. Nhưng mà ở đây rất là nóng. Mọi người thấy không? Quá trời. Ở đây toàn bộ sân chỉ có Việt Nam thôi. Việt Nam vô địch. 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 Mọi người ơi, chia sẻ đi. Chia sẻ nhiều vô để ủng hộ đội tuyển Việt Nam nha. Đâu rồi? Đoàn Việt Hùng hả? Ok, vô nha Hùng nha. Lạnh quá rồi, nhưng mà nhiệt lắm, thương lắm. Ừ. Thấy thương các cầu thủ Việt Nam lắm. Mọi người thấy hả? Hả? Ok. Chụp hình nha. Mọi người thấy ở ngoài kia tuyết rơi nha. Mọi người chia sẻ đi, mọi người chia sẻ nhiều vô để ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Bây giờ là giờ giải lao nha. Chúng tôi đang trực tiếp tại sân Thường Châu, Trung Quốc. Vô địch Việt Nam, vô địch Việt Nam, vô địch Việt Nam, vô địch. Bây giờ mọi người thấy rồi đó. Ngoài thôi qua cái nào, qua cái kia. Đó, mọi người thấy không? Không thấy chưa thấy gì hết á. Thấy Việt Nam không thấy chưa thấy gì hết. Đây là tuyết rơi nè. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Thấy tội nghiệp các em lắm. Trời ơi, mình ở trong đây á là mình mặc vậy á mà còn lạnh run luôn. Coi như là tuyết rơi trắng xóa luôn vậy đó. Chỗ nào cũng ướt. Ước bây giờ lạnh lắm luôn rồi, lạnh run luôn rồi đó. Hả? Bây giờ chân á, chân là đóng đá hết chân luôn rồi. Hả? La nguyên một hiệp một. Nói chung là hôm nay Việt Nam mình phải nói là rất có tinh thần. Tinh thần Việt Nam quyết liệt luôn bà con ơi. Phải nói là chưa có bao giờ có một cái không khí như thế này. Ở ngoài trời, chúng tôi đang đứng ở giữa trời là tuyết rơi. Âm 2 đến 3 độ, không biết mấy độ luôn. Hơn luôn, hơn rồi. Hơn luôn rồi đúng không? 4 độ C. Âm 4 độ C, âm 4 độ C. Âm 5 độ C rồi. Lần đầu tiên là 10 năm nay ở Thường Châu có cái tuyết rơi nha. Tuyết rơi mỗi ngày một lạnh hơn nữa. Thủy Lê, Nguyễn Đăng Khoa, Ngô Huy Hạnh, Thạch Ngọc Xuân, Anh Xuân. Wow, xin chào. Trong giờ giải lao mình live stream chút xíu nữa. Vô hiệp 2. Hết rồi còn live stream nữa. Quá trời nhiều người đang xem rồi. Mình lao lên cho nó nóng nào. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Chúng tôi là hiện nay lạnh vô cùng luôn nha mọi người. Lạnh lắm. Nói không được luôn á. Chia sẻ đi, chia sẻ hết luôn cho nó ấm nào. Chia sẻ càng nhiều càng tốt cho nó ấm nha. Mọi người ơi, chia sẻ càng nhiều càng tốt cho nó ấm nha. Thì già Thảo nè, Nguyễn Thị già Thảo. Quá trời lạnh luôn rồi. Nói chung sân bữa nay là toàn Việt Nam không? Phủ cờ đỏ của Việt Nam. Chuẩn bị bây giờ đang lùa tuyết nữa đó. Mọi người đang quét tuyết. Tuyết là chồng lên vậy đó. Tuyết rơi trắng xóa luôn. Đã tìm quá trời luôn. Hả? Đã tìm quá trời luôn. Hiện nay đang hơn 10.000 người đang xem. Mọi người chia sẻ nhiều lên. Hơn 10.000 người vừa vừa đem luôn ha. Hả? Ở đây chưa vừa vừa kìa. Mười mấy người xem nè. Ôi. Mười hai. Bây giờ á. Bây giờ á. Là giống như
vậy đó. Hứa hết trơn. Tay bây giờ là lạnh cống luôn rồi. Nhưng mà rất là vui. À, chúng tôi qua đây từ sáng giờ ngồi chờ. Chờ thôi. Bây giờ đó là mọi người chia sẻ nha, chia sẻ nhiều càng nhiều là tốt nha. Đây. À.